Macalisto. Yes, vượt qua được Pereira. Macalisto. Liverpool đã ghi tới hai tuyệt phẩm bằng chân phải để dành tặng cho các cổ động viên của mình trên sân Anfield. Macalisto đã chứng minh đẳng cấp của nhà vô địch World Cup. Nhà vô địch thế giới vừa ghi một bàn thắng cực kỳ ấn tượng trên sân Anfield. Khoảnh khắc làm chết lặng tất cả những cầu thủ và những người yêu mến Fulham trên sân Anfield vào lúc này. Đó là một khoảnh khắc thiên tài của Macalisto. Lỗi thuộc về Raúl Jiménez. Một tình huống phá bóng không tốt của cầu thủ từng chơi cho Wolverhampton vô tình lại là một đường chuyền dành cho Macalisto. Cầu thủ người Argentina đã thể hiện sự tự tin và trình độ ở đẳng cấp thế giới của mình trong pha dứt điểm này. Đa số các cầu thủ khác sẽ tìm cách phối hợp với những đồng đội của mình để có thể đưa bóng vào trong vòng cấm của thủ môn Belleno. Nhưng Macalisto đã có một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Anh xứng đáng giữ chéo số 10 của Liverpool.